thứ bảy, tuần 22, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?" Đức Giêsu trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi người nói: "Con người làm chủ ngày Sa-bát." Suy niệm. Sa-bát là nghỉ ngơi, giới hạn mọi công việc. Nhưng thực tế có những người không nghỉ ngơi cách trọn vẹn trong chính tâm hồn của họ. Những người biệt phái giữ chặt luật nghỉ ngơi, nhưng biến ngày này thành ngày của sự răn đe, cấm đoán, bất an. Chính Đức Giêsu Kitô, đấng làm chủ ngày Sa-bát, đã đem lại ý nghĩa đích thực cho ngày này. Ngày Sa-bát được lập ra là để phục vụ lợi ích cho con người. Nếu không quan tâm đủ đến các yếu tố cơ bản làm nên sự sống thân xác cho kẻ đói ăn, thì chưa đủ làm nổi bật giá trị tình thương của Chúa gửi trao cho chúng ta. Bên cạnh đó, ngày Sa-bát được thiết lập cũng để tôn vinh Thiên Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh khi con người được sống đúng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã trao ban. Cách nhìn hạ thấp nhân vị chỉ đem đến việc phụng thờ Thiên Chúa cách sai lạc. Ngày nay, việc thiếu tôn trọng toàn vẹn phẩm giá con người xuất phát từ chính thái độ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Trong Đức Giêsu Kitô phục sinh, ngày Sa-bát có một ý nghĩa mới. Người đã thiết lập một trật tự mới, một ngày Sa-bát mới qua cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển của Người. Chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, một con người mới trong thần khí. Lạy Chúa, trong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, xin giúp chúng con đừng bao giờ quên thực thi việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân. Amen.